Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, theo quý vị, vận xui là như thế nào? Theo nghiên cứu của các chuyên gia tử vi học cho rằng, vận xui là một sự an bài đã được ông trời sắp đặt trước cho mỗi con người. Trong lá số ngày hôm nay, những gia chủ gặp xui xẻo là do đến thời vận, gặp năm xui tháng hạn, xung khắc với những thời điểm xấu. Theo đó, trong ngày 17 tháng 10 âm lịch tới đây, vận xui bắt đầu đeo bám những con giáp này, khiến vận số của họ đi xuống tận đáy cùng của xã hội, không ngóc đầu lên được. Không chỉ tiền bạc đội nón xa đi mà vạn sự cũng gặp phải bế tắc, thậm chí tán gia bại sản, bán nhà trả nợ, gia đình ly tán. Chắc hẳn quý vị đang lo lắng, thắc mắc liệu mình có nằm trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Một, tuổi Dậu. Do ảnh hưởng của tương xung cục, người tuổi Dậu phải đối mặt với những nỗi buồn trong chuyện tình cảm. Không khí gia đình căng thẳng, vợ chồng lục đục vì không kiểm soát được cảm xúc, khiến cho đối phương bị tổn thương. Xây dựng tình yêu thì khó, chứ phá vỡ thì rất dễ. Tuổi Dậu đừng để cái tôi của mình khiến tình cảm đi đến bờ vực đổ vỡ. Nếu để lỡ mất người mình yêu thương trong lúc nóng giận thì bạn sẽ thấy rất hối hận đấy. Hãy cố lấy lại bình tĩnh và trò chuyện rõ ràng với đối phương. Bù lại, thiên tài xuất hiện cho thấy bản mệnh có cơ hội kiếm tiền trong chớp mắt, thu nhập chủ yếu đến từ những việc làm thêm, việc tay trái. Với năng lực của mình, tuổi Dậu hoàn toàn có thể làm tốt mọi việc, có thể kiếm tiền bạc về tay nhanh chóng. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc. Chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Tý. Người tuổi Tý gặp cục diện tương hình thái tuế án ngữ nên công việc trong ngày này có những trục trặc nhất định, ảnh hưởng tới khả năng phát huy của bản mệnh. Dù bạn đã rất nỗ lực nhưng vẫn phải mất khá nhiều thời gian mới khắc phục được vấn đề. Vận trình tài lộc không mấy thuận lợi, con giáp này không những mất đi cơ hội hợp tác với khách hàng lớn mà còn phải bồi thường khoản tiền không nhỏ do sự sơ suất của mình. Để tránh những hệ lụy lớn hơn, bạn nên suy nghĩ thật thận trọng trước khi đưa ra quyết định trong hợp tác, kinh doanh. Ngày này, tâm tính của Tý cũng dễ trở nên bất ổn, nhất là khi thấy mọi thứ không diễn ra theo cách mình mong muốn. Một vài mối quan hệ trong công việc cũng sẽ xấu đi vì nguyên nhân này. Lời khuyên cho bạn là nên chú ý lời lẽ và thái độ trước khi phát ngôn để không gây ra xích mích. Ngày thủy sinh xuất cho mộc cũng khiến chuyện tình cảm lứa đôi, vợ chồng gặp đôi chút xáo trộn. Những vướng bận trong công việc và cuộc sống đang đẩy cả hai ra xa nhau. Hãy cố gắng hâm nóng tình cảm càng sớm càng tốt. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Thìn. Ngày Mão Thìn tương hại, tuổi Thìn dường như đang thiếu sự tỉnh táo trong công việc, đánh mất sáng suốt thường ngày. Bạn nên nhìn nhận sự việc một cách lý trí hơn, tránh để cảm xúc lấn át, tin tưởng người khác quá mức sẽ khiến bạn vướng vào sai sót không đáng có. Bản mệnh đón nhận nhiều tin không hay trong chuyện tiền bạc, hãy thẳng thắn nhìn nhận vấn đề bởi tất cả là sự nội tại bản thân mà bạn mà ra. Tiền bạc không phải là tất cả, đừng quá đặt nặng. Một số người đang nợ tiền thì nên chủ động hỏi thăm người cho vay khi chưa trả được, đừng im lặng. Ngày này vận khí của Thìn còn tiềm ẩn họa tiểu nhân hãm hại, không gây không ít trở ngại cho bước tiến trước mắt của bạn. Mọi việc đã không được suôn sẻ, nay lại bị kẻ xấu quấy phá nên càng khó khăn nhiều hơn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây sẽ là thời điểm thử thách bản lĩnh xoay chuyển tình thế của bạn ra sao. Không chỉ vậy, ngũ hành xung khắc cho thấy đường tình duyên của con giáp này có phần sa sút, mâu thuẫn và tranh cãi liên tiếp khiến tình cảm lứa đôi ngày càng rạn nứt. Điều đáng nói là cũng không ai chịu nhún nhường để giải quyết vấn đề này. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 4. Tuổi Tỵ. Kiếp tài giáng họa, vận trình ngày mới của người tuổi Tỵ phải đối mặt với họa hao tài đang kéo đến. Con giáp này có nguy cơ thất thoát tiền bạc khá lớn, nguyên nhân đến từ cả khách quan lẫn chủ quan, tiền mồ hôi nước mắt kiếm về khó giữ được trong tay.
Hôm nay bạn vẫn không thoát khỏi những phiền toái mà công việc đem lại. Một số người ngồi không cũng dính đạn từ đồng nghiệp, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tài lộc không mấy ổn định, những nỗ lực cố gắng trong suốt thời gian vừa qua, bạn cảm thấy như không có giá trị, kéo theo đó là tiền bạc có chút eo hẹp. Ngày này nếu không kiềm chế được nhu cầu của bản thân, người tuổi Tỵ rất dễ tiêu xài hoang phí, mua những thứ không thực sự cần thiết, nên tiền bạc cứ thế mà đội nón ra đi là điều dễ hiểu. Nếu chỉ biết hưởng thụ thì có thể sẽ đến lúc con giáp này phải vay mượn khắp nơi. Mộc sinh hỏa bù lại, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia đang trong những tháng ngày lãng mạn và ngọt ngào vô cùng. Đào hoa vượng cũng sẽ giúp người độc thân có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái. Hãy dùng tình cảm chân thành của mình để đổi lấy tình yêu. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Năm tuổi Ngọ. Chịu tác động từ cục diện Mão Ngọ tương phá, người tuổi Ngọ được nhắc nhở nên chú ý tới những hạng mục công việc còn dang dở của mình, tập trung giải quyết cho gọn gàng, hạn chế lo chuyện bao đồng. Điềm báo tử vi cho thấy bản mệnh dễ gặp phải thị phi, lời ra tiếng vào từ người khác. Đặc biệt, bạn nên tránh những cuộc cãi vã hay tránh nói những lời dễ gây hiểu lầm, thậm chí có thể khơi mào một cuộc xích mích không đáng có. Dù có người chủ động gây hấn, đừng để bản thân bị cuốn theo chỉ vì muốn thể hiện cái tôi của mình. Ngũ hành tương sinh bù đắp cho người cầm tinh Ngọ một ngày tình cảm bình ổn, ít rắc rối hay cãi vã. Cả hai đều dành sự tôn trọng cho đối phương. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào cũng đều tham khảo ý kiến của người kia. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6 tuổi Tuất. Trong ngày hôm nay, bạn dễ bị hao tài tốn của, đừng nghe theo lời đầu tư bừa bãi, nên tiết chế tài chính, kết bạn cẩn trọng, đừng để dễ dàng cho vay tiền, kể cả bạn tốt. Bạn nên tiết chế không quá phô trương để tránh gặp phải những rắc rối không đáng có. Người tuổi Tuất chịu ảnh hưởng của thương quan nên tinh thần làm việc có phần uể oải, thiếu sự tập trung. Nếu không sớm chấn chỉnh, bạn có thể sẽ bị cấp trên khiển trách vì làm ảnh hưởng tới cả tiến độ chung của tập thể. Cũng trong hôm nay, bản mệnh nên chú ý trong mọi phương diện xã giao, giữ các mối quan hệ của mình luôn trong tầm kiểm soát để tránh gặp phải những xung đột ngoài ý muốn. Tâm trạng con giáp này không ổn nên hành xử có chút tùy tiện, dễ mắc phải sai lầm và gây ra hậu quả khó lường. Vận tình duyên đi xuống vì ngũ hành tương xung, người độc thân vẫn còn nhiều trắc trở trong quá trình tìm kiếm một nửa phù hợp với mình. Trong khi đó, người đã có đôi thì gặp khúc mắc, tranh cãi vì bất đồng nhưng không tìm được tiếng nói chung. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị 6 con giáp xui xẻo nhất ngày 17 tháng 10 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!